Hello, chào hết tất cả anh em nha. Thì hôm qua mình có công việc mình không lên được video nha anh em. Đấy, hôm nay mình tiếp tục. Hôm nay mình lên gồm có đồ nghề và máy móc công cụ luôn nha. Đây, hôm nay mình lên đây. Thùng đồ nghề và máy móc công cụ đầy đủ nha anh em. Đó. Thì anh em lưu ý đồ nghề thì lượm trong bãi ra nha, mình không có vệ sinh nha, lấy ra sao bán vậy nha, kể cả máy móc nha. Mà máy hôm nay mình bán mù nha anh em. Đấy, thì máy đây là anh em lưu ý là tất cả điện 110 nha, không phải 220 đâu. Anh em lấy về cắm 220 là nó gọi là hết phim luôn á. Rồi, ngày hôm qua thì mình mấy công việc mình không lên được video. Hôm nay mình lên video cho anh em chốt hàng nha. Đây nè, mã đầu tiên của mình. Mã đầu tiên là hôm nay lên tiếp tục là chữ C nha anh em. Đây là C106 nha anh em. C106. Mình lên mã đây là 290k nha anh em. Là cần tiếp chữ T nha anh em. Để mình đọc thông số nó nha, có gia ban đàng hoàng nè anh em. Đó, gia ban đàng hoàng nha. Cái này là tiếp 10 nha anh em. Đây, số 10 nè. Đây là cần tiếp 10 nha. 10. Rồi 12. 12 rồi 10, 14. 14. 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 nha anh em. 21, 24, 26 nha. 19, 17, 14, 12, 10 nha anh em. 2, 4, 6, 8 nha. Tổng cộng 8 cái T nha anh em. Từ 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24 và 26 nha anh em. Rồi, mã đầu tiên á, mình lên cho anh em là 290k nha. C106. Rồi, mình lên mã thứ hai cho anh em là một rổ tô vít nha anh em. Một rổ tô vít gồm 70 cái tô vít nha. Trong đây có cán gỗ, có cán nhựa có nha anh em. Đây anh em, mình lựa đầu nó là đẹp rồi nha anh em. Nói chung là mình lựa đầu đẹp rồi nha. Đó, nói chung là mình lựa đầu đẹp anh em ạ. Đó, thì có nhỏ có lớn nha. 70 cái tô vít nha anh em. Tổng cộng 70 cái tô vít. 70 cái. Mình lên cho anh em 250k nha. 250k cho mã C07 nha anh em. 107 nha, C107. Rồi, này cũng một rổ tô vít ra anh em luôn nha. Thì mình cũng lựa rồi, nói chung là mình lựa đẹp rồi anh em à. Tất cả là mình lựa đẹp rồi anh em. Đó, đầu tô vít thì ba ke có, dẹp có nha. Nói chung là có ba ke có, dẹp có đầy đủ nha anh em, chứ không phải là một loại đâu nha. Nói chung là mình lựa đẹp, có đẹp, có ba ke có dẹp cho anh em. Rồi, đó, nói chung là mình lựa đẹp anh em à. Đó, dài có, ngắn có, nhỏ có, to có nha. Mình lựa những cái là cố gắng là lựa đẹp cho anh em rồi nha. Thỉnh thoảng nó có lỗi gì một hai cái là anh em cũng thông cảm nha, chứ nó không có nhiều đâu. Nói chung là mình cố gắng mình lựa rồi là anh em hiểu rồi. Đấy, một rổ như thế này là 70 cái nha, 250 nha anh em. 250k. 250k. 250k cho mã C108. Rồi, đây mình lên cho anh em một mã lộn xộn nè anh em. À, lộn xộn là nó trong này là có hai cái khoan tay nha. Đây anh em, khoan vậy đó, khoan thế này nha, hoạt động chạy bình thường nè anh em. Đó, đây chạy bình thường nha.
đầu đây cũng chạy bình thường luôn anh em. Đó, chạy bình thường hết nha, tất cả là chạy bình thường nha anh em, tất cả là chạy bình thường đó, tất cả là chạy bình thường nha, hoạt động bình thường hết chứ không có trục trặc gì nha. Đây, hai cái như thế này anh em. Đây đó, anh em thấy hoạt động bình thường nha anh em. Đây, và một cái kìm mở quạt, một cái quay kém, một cái cưa sắt kiểu như thế này anh em. Lưỡi còn đẹp nha anh em, lưỡi này còn đẹp anh em. Đó, lưỡi còn đẹp nha. Đó, nó giống như một cây súng anh em. Đấy, lưỡi cưa nha. Cái này thì mình tháo ra là mình dặn lên nha anh em. Đây nè, nó có cái nút gài này, mình đè vô nha anh em. Đây, mình tháo đơn giản thôi anh em. Đó, như vậy anh em. Và mình bỏ vô cũng thế nha anh em. Bỏ vô đây, dặn lại. Rồi, ok anh em. Rất cứng nha. Cái này nó dính ngay cái này nè anh em. Đó, rồi một cái cưa nha anh em. Và một cái khoan tay kiểu này nha anh em. Rồi, một khoan tay kiểu này còn hoạt động bình thường nha anh em. Đó, quay bình thường nha anh em. Này, quay nhông đồ chạy bình thường nha. Đó, quay là nhông đồ chạy bình thường hết anh em. Đó, thấy chưa, đè xuống nó mới ăn thấy không. Đây, à, đấy, một cái cùm dài anh em, một cái xà cày nha anh em, một cái nhụ đinh nha anh em, một cái nhụ đinh này, đó, cái này là cái nhụ đinh nha anh em, đây, một cái búa nhụ đinh luôn anh em, đây nó dính hồ nha anh em, còn đẹp lắm anh em, đây, đó, một cái búa nhụ đinh nha, cán sắt nha anh em, một cái kéo cộng lực nha anh em, kim cán sắt cộng lực ra đây mà, đây, đó, rồi ok nha anh em, miệng đẹp anh em này, đó, rồi nguyên cái mã này, đâu, mã đâu, búa hả, đây hả, 109, 280k anh em, 280k cho mã này nha anh em, đấy, để đây anh em, đây, đó, 280k nha anh em. Cưa, kìm búa, kìm cộng lực. Nói chung là xài gia đình là ok anh em. Anh em chốt đơn là anh em nhớ cái mã của nó nha anh em. Anh em nhớ cái mã nó để nhắn qua Zalo mình nha. Chứ anh em nói do mình lên nhiều mã, anh em nói cái mã hai con đấy hay là mấy cái đấy là mình không nhớ đâu nha. Anh em nhắn cái mã cho mình nha. Rồi, mình lên cho anh em một cái mã, đây là mã lộn xộn của anh em ạ. Đấy, mã đây là mã lộn xộn luôn nha. Nói chung là đây, kiểu đây. Như cái này là 13 này, 17 này, 19 nè anh em. Đấy, 13, 17, 19 nha. Miệng đồ còn đẹp hết nha anh em. Đẹp hết. Một cái này. Cái đây là 14, 17, 19 nha. Cái đây cũng thế anh em. Đấy, rồi mấy cái này, mấy cái đây. Còn tiếp 10, 12 gì đó mình không biết nha. Đó, nói chung là lộn xộn vậy. Rồi tiếp Puri nè anh em. Đó, tiếp Puri nè. Nói chung cái đây mình bán, mình để giá rẻ cho anh em lấy về làm vệ sinh để bán lại nha anh em. Anh em bán lại là nên mua mấy cái mặt hàng như thế này nha. Cái này nó đâu có ương ế gì đâu anh em. Hôm nay bán được ngày mai bán anh em, không sao hết. Đấy, nói chung là để mình đếm bao nhiêu món quên, nãy giờ nói chuyện quên. Đây, ba cái nè anh em. Đấy, ba cái này nha, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, đây, 9 này, 10 này, miệng còn đẹp hết nha anh em, 11 này, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Đấy, tổng cộng là 23 cái. 23 cái này là mình lên cho anh em là 350 nha anh em. Quá rẻ luôn anh em ơi. Ba trăm năm mươi k cho một đống đây anh em, một đống đây
anh em về. Nói chung nặng lắm anh em à. Cái giá đây là mình xả lỗ luôn nha anh em. Cái giá đây mình xả lỗ luôn nha, một đống này rất là nặng nha anh em. Mà cái giá này 3,5 anh em về bán một cái như vậy là bao nhiêu anh em tự tính ra là biết ngay. Mình lên một mã là 10 cây đóng cọc nha. Mã 1C111 nha anh em. Đây là 10 cây nha, 10 cây. Mình lên cho anh em mã này là 190k nha. 190k cho 10 cây này nha anh em. Quá rẻ anh em ơi. Anh em về làm cái gì mình không biết. Nói chung là cái này anh em mua về làm cái gì mình không biết. Đó. 190k không gọi là gì anh em ạ. À. Rồi. Mình lên tiếp. Nói chung là cái mã nãy là lộn xộn nha anh em. Có cái này cái kia. Đấy. Mã này nó có từ số thứ tự nha anh em. Nhỏ nhất là 10 nha anh em. 10. Rồi 12. 13. 14. Rồi 14 rồi 17. 17 21 24. Đó. 2 4 6 7 cây anh em. Từ 10 đến 24 anh em. 250 anh em. Rẻ nhất rồi anh em ơi. Nó thật là rẻ, quá rẻ rồi. Đó. Búa anh em, lên một mã búa là từ to đến nhỏ luôn anh em. Đấy. Đây anh em. Mình lên mã búa từ to đến nhỏ luôn nha. Đấy. Búa này là búa đầu bi nha anh em. Rồi. 4 cái 190k. 4 cái 190k anh em. Bình thường anh em mua ở ngoài một cái búa đầu bi lớn như thế này là có tiền trăm rồi đó anh em. Tiền trăm là chuyện bình thường rồi đấy. Mà mình bán 4 cái có 190k thôi anh em. Rồi. Mình lên hai cái. Cái này là số nó đâu nhỉ? Cái này bao nhiêu ký à? Cái này chắc tầm 3 ký mấy, còn chưa? Còn cái này, còn hai cái luôn. À, còn cái này. Cái lớn là 3,5 ký nha anh em. Cái này là 3,5 ký nha. Đây nó có số vậy nè. Đấy, không có cán nha anh em. Rồi, cái này là 1,5 ký nha. Một cái 3,5 ký mà một cái 1,5 ký nha anh em. Rồi, 250k. Đó, 250k. Anh em mua cái búa này ở ngoài là bao nhiêu anh em? 3,5 ký này là bao nhiêu tiền anh em biết rồi đúng không? Vậy là rẻ rồi anh em. 250, chuyển đủ mình bao ship cho anh em. Cái này cũng thế đó anh em. Cái này là 2,7 ký nè anh em. Cái này nhỏ hơn hồi nãy nha anh em. Cái này 2,7 ký, cái này 1,3 ký anh em. Cái búa này 1,3 ký, còn cái này 2,7 ký nha. Có chữ gia ban đàng hoàng nè anh em. Rồi, gia ban đàng hoàng này. Đó. Rồi, mình lên cái này cho anh em là 201 nha anh em. Hồi nãy là 250. Hai cái kia, cái này nó nhỏ hơn nha anh em, 201. Bình thường mình mua một cái búa mà hàng Việt Nam mình 3,5 ký là trên 200 rồi đó anh em. Trên 200. Trên dưới 200.000 rồi đó anh em. Rồi mình lên mã búa này cho anh em nha. Đó, búa đầu bi, búa tròn, búa vuông, búa nhô đinh hai cái. Đây là hai cái búa nhô đinh anh em à. Đó. Hai cái búa nhô đinh. Và 2 4 6 7 cái nha anh em. Tổng cộng 7 cái. Mã đầu. 7 cái mã C116 nha anh em, 7 cái 230. 230k 7 cái búa đây anh em. Rồi. Rồi hôm qua anh em hỏi mã súng keo đúng không? Cái này mình nói luôn anh em nè. Cái mã keo này mình lên là anh đã ăn chốt rồi nha anh em. Anh chốt rồi. Anh cũng bảo mình là thôi giờ tối rồi anh không chuyển được. Sáng mai anh chuyển, sáng mai điện lại là anh bảo là anh không chốt nữa anh em. Thế là mình cũng chịu luôn. Bây giờ mình lên tiếp anh em. Mã súng keo này là tổng cộng 10 cây nha anh em. 10 cây nó như thế này. Trong này
Một cây là to nhất nha anh em, một cây này là to nhất nha, hoạt động bình thường hết nha anh em. Một cây đây là to nhất, trong đó là có hai cây như thế này anh em. Đây, hoạt động bình thường hết nha anh em, không có cong nếu gì nha. Đây hai cây đây, một cây lớn đây và toàn bộ là giống nhau hết anh em. Đó, tổng cộng là 10 cây nha. 10 cây này là mã 117 nha anh em. 270k anh em ơi. cho 10 cái này chạy ra là có 27.000 một cái thôi anh em. Có 27.000 một cái thôi nha. Đấy. Mà không về chỉ việc lau chùi rồi bán thôi anh em, hoặc là chơi thôi. Đấy, dùng thôi chứ không có bể vỡ, không có gì hết nha. Nói chung là về chỉ lau chùi xong rồi xài thôi. Có 27.000 một cái thôi anh em. Quá rẻ rồi anh em ơi. Mình đây là anh em chuyển đủ mình bao ship có 27.000 thôi. Còn anh em mà mình bao ship nữa thì tính ra còn có hai mấy ngàn cái, không có 27.000 thôi anh em. Rồi 10 cái chữ tập nha anh em. 10 cái chữ tập này, đầu tiếp chữ tập này là mình kiểm tra đầu tiếp đẹp hết rồi nha anh em. Mình nói sơ là anh em lưu ý mình nha, mình kiểm tra đầu tiếp là còn đẹp hết nha anh em. Đấy, 10 cần chữ tập như thế này. Mình để cho anh em là 380k nha. 380k cho 10 cần tiếp chữ thập nha anh em. Thì tính ra có 38.000 một cái thôi anh em. Anh em về bán bao nhiêu một cái? Mình mua mới trên kia là hình như 112.000 hay là 115.000 một cái nha anh em. Đồ Việt Nam ấy nha. Bây giờ mình để cho anh em chỉ có 38.000 một cái, 10 cái 380. Anh em về bán lại 60-70 ngàn là chuyện bình thường anh em. Đó, 40 ngàn đã có lời rồi. Anh em chuyển đủ ship cho mình về vệ sinh sơ là anh em 40k, 45k rồi đã có lời rồi. Vài con thuốc coi. Nặng ôm nữa thôi. Đây anh em, mình lên tiếp cho anh em nha. Một mã là một cái cào này. Lấy cái thước trong cái hộp kìa. Đây, một cái cào này anh em. Đó, mình đo cái cào này nha. Thước kích thước của nó này nha anh em. 24 nha anh em. Chiều cao nó là 24 nha. Chiều đây là 24 nè anh em. Đó, 24 nha. Chiều ngang của nó là 21 nha anh em. Chiều ngang 21, chiều cao 24, một cái này. Một cây cuốc chiều cao là 23, chiều ngang là 11. Một cái cào như thế này anh em, một cái cào như thế này nó bị gãy cán anh em. Một cái cào như thế này nha, nó gãy cán chứ nó không hư hỏng gì anh em. Chiều cao là 12, chiều rộng là 20. Tiếp tục một cây cuốc như thế này nữa anh em, 22 chiều dài, chiều ngang là 8,5 phân. Đó, anh em thấy không? Còn ngon nha anh em. Và một cái cúp hai đầu nhọn nha anh em, 60 anh em, chiều dài 60 nha, còn đẹp luôn anh em. Miệng đây là ok nè anh em, còn đẹp luôn nha. Đó, còn đẹp luôn. Và một cái búa anh em, búa này còn nguyên cán luôn anh em này. Nguyên cán luôn, cán dài nha anh em. Để mình đo cán đi, cán này còn chắc lắm anh em ơi. Cán nó là 85 phân anh em. Chiều dài cán này 85 phân nha. Đây cái búa này anh em. Đó anh em thấy cái búa chất lượng không? Đây. Rất là dày dặn luôn nha. Để mình đo chiều ngang cái búa nha. Đây 5 phân anh em. Chiều này 5 phân. Chiều này của lưỡi là 9 phân anh em. Chiều này là được 9 phân nha. Chiều dài đây là 12 phân anh em. Có khắc chữ nhật lên nè anh em. Đó, búa chất lượng nha anh em. Búa rất chất lượng nha. Rồi, ok anh em. Mã này mình lên là 119 anh em ơi. $450k.
Rồi mình lên tiếp cho anh em mã 121 nha anh em. Quá hả vậy? Phải đâu 21 vậy? 120 nãy 119 mà. Mình lên cho anh em ba cái mỏ lít kiểu này nha anh em. Đó, hoạt động bình thường nha anh em. Đây, nó còn lò xo đồ đầy đủ nha. Đây, còn đầy đủ hết. Còn đầy đủ hết anh em. Đó, ba cái này anh em. Ba cái này mình để cho anh em là 280k nha anh em. 280k trong này một cái nhôm, hai cái bằng sắt. À, cái nhỏ nhất là 300, size 300. Hai cái này bằng nhau là 350. Rồi. Rồi mình lên cho anh em một mã lưỡi phát cỏ nha anh em. Lưỡi phát cỏ mã C121. C121 nha. C121 là 10 lưỡi nha anh em. Đường kính là 25. Đường kính này rộng là 25 nha anh em. Đường kính rộng là 25. Và tổng cộng là 10 lưỡi. Ở trong này là 2,5 sen nha. Rồi mình để cái này cho anh em 170k. 170k 10 lưỡi nha. Hợp kim còn đầy đủ. Cái này lấy về xài thôi nha anh em, không phải hư hỏng gì nha. Cái này lấy về xài thôi, nó còn đẹp nha anh em. Rồi 10 lưỡi. Mình lên cho anh em hai cái mỏ lết đây. Một cái size 45 450 á. Một cái 350, một cái 450 nha. Lò xo còn ok luôn anh em. Đây, lò xo đồ còn hết nha. Tối quá anh em, đấy này. Đó, lò xo đồ còn ok nha. Đây, còn ok anh em. Lò xo đồ còn ok nha. Đấy, lò xo này. Lưỡi gà lò xo đầy đủ nha anh em. Rồi, hai cái này mình để cho anh em là 220k nha anh em. 220k cho hai mô lết này anh em. Một cái là 350, một cái 450, 220k. Rồi, lên cho anh em một cái thùng đồ nghề. Còn đẹp anh em à. Đây. Tình trạng còn đẹp nha. Dính nước mưa thì nó xét xét, anh em về lấy giấy nhám trà sơ phun sơn chứ không có ảnh hưởng gì nha anh em. Đó, thùng còn đẹp nha. Không ảnh hưởng gì, không lủng gì nha anh em. Đó. Đây, tình trạng như vậy anh em. Đây. Đó, mở ra là nó như vậy anh em. Đây. Bị bóng đồ còn dính luôn. Đó. Ok anh em, nắp đây, đậy lại. À. Nắp đây, đậy lại. Đó, anh em thấy thùng còn đẹp luôn anh em. Còn rất đẹp nha. Đây, đậy lại là nó đơn giản thôi anh em, kéo ra là như vậy. Khép lại. Rồi. Xong anh em. Đó. Hình thức của nó thế. Rồi cái này mình để cho anh em là xách lên là như vậy anh em. Đó, rất chắc chắn nha. Thùng này dày nha anh em. Mình cái này mình để cho anh em là 220k nha anh em. 220k. 220k nha anh em. Là mã C123. C123 nha anh em. Đây. Còn rất là đẹp luôn anh em à. Đó. Đây về lấy giấy nhám trà sơ đi nha anh em. Nó dính nước mưa đấy anh em. Đây, mình lấy cái tay mình trà là nó ra nè anh em. Chứ không phải là nó bị xét lủng gì đâu anh em. Ở đây nó đọng nước mưa ở trong á là nó có màu vàng thế. Đây. Anh em dùng. Đây, mình lấy bao tay mình trà là nó ra cái màu sơn của nó anh em, màu xanh xanh ấy. Đấy. Về trà là nó sạch nha anh em. Rồi. Cái này là hai mã một C123 220k. Rồi, mình lên cho anh em. Đây. Tình trạng nó như thế này anh em. Không bị lủng nha. Đẹp nha anh em nha. Còn đẹp hết nha, không có vấn đề gì nha anh em. Đó, nó va chạm đồ nghề thì nó có mốt mốt một tí nhưng không quan trọng nha anh em. Quan trọng là nó còn hoạt động tốt và không bị mục lủng. Đấy. Còn cái va chạm với đồ nghề thì nó mốt mốt một tí thì không ăn thua nha anh em. Đấy. Anh em thấy không? Đây. Đó. Bản lề đồ thấy còn chắc chắn hết anh em à. Đó, khóa lại. Rồi, khóa lại là xong anh em. Một thùng như thế này. Đấy.
mình đo chiều dài của thùng này nha. Nãy cái thùng kia mình quên đo, nhưng mà để mình coi lại nè, báo anh em 36 nha anh em, dài 36, dài 36 cao 11, dài 36 cao 11, rộng là 15. Một cái này, cái thùng hồi nãy nè anh em, cái thùng không phải cái chưa đưa anh đo cái thùng hồi nãy là dài 35 nha anh em. Cái thùng mã 123 đó anh em, dài là 23. Nói chung là thùng hồi nãy nó cũng như thùng đây anh em. Đây, mà thùng hồi nãy nó dày hơn thùng đây một chút nha. Đây, dài nó là 35, cao nó là 16, rộng nó là 15 nha. Đấy, còn cái này là dài là 36, cao là 11, rộng là 15. Đấy, cùng đây nha anh em. Rồi, đấy. Đây anh em, nó như vậy anh em. Đó, rất đẹp anh em. Nó bị động nước mưa xét chứ không phải bị lũng nha anh em. Đó, đây, tình trạng nó dài đây. Đó, đây. Rồi, đóng lại anh em. Rồi, nó là dài. Đó, ok anh em, rất là chắc chắn luôn anh em. Đó, anh em thấy đế nó đen nè. Đó, rồi, mã này là hai thùng nha anh em, hai cái này nha. Mã này là hai cái này nha. Mã này là hai cái này nha anh em. 124, cái này là 290k nha anh em. 290k cho hai cái thùng này nha anh em. Mã 124, 290k cho hai cái thùng này. Rồi, mình lên tiếp mã 125 anh em. Đây là 125 nha anh em. Rất chắc chắn anh em ơi. Đế này anh em. Đó, rất chắc chắn nha. Mở ra là như vậy. Đó, nắp đây. Bọc nắp lên. Đó. Đó. Ok anh em ơi. Thùng còn rất là đẹp anh em à. Đó, không bị lủng nha. Nói chung là như vậy là đẹp rồi nè. Đó. Rồi. Đậy nắp lại cho anh em. Đậy lại. Đó, hai cái đậy lại nha. Đó, khép lại. Rồi, xong. Xách đây, khóa chỗ đây. Rồi, thùng này là 250 nha anh em. 250k. Rồi. Ok. Mã 125 là 125 là 250 nha anh em. Rồi. Đó. Đây anh em ơi. Cái này là thùng này là thùng to đây anh em, thùng rất to nha. Nhưng mà mình bán trong đây là tất cả đã mài luôn. Cái đây mình đổ ra cho anh em xem nha. Nguyên cái thùng này là rất là to. Để mình đo chiều dài cho anh em xem nha. Mình đo chiều dài thùng này nha anh em. Anh em lưu ý chiều dài của thùng này nha. Chiều dài thùng này là 45, cao là 20, rộng là 20, cao 20, rộng 20, dài 45 nha anh em. Đó, cao 20, rộng 20, dài 45. Đây, nó là như vậy nè anh em. Nó khóa là như vậy nè. Đó, rồi, xong anh em. Anh em thấy không? Quá đẹp luôn, thùng này là quá đẹp luôn anh em. Rồi, nặng lắm anh em, do mình bỏ đá mài trong đây nữa, với cái thùng này nó dày lắm nha. Này, đế nó này anh em. Đế nó rất là đẹp nha. Còn thẳng thém nha anh em, không có bị sao hết riêng thùng này. Rồi, lấy đá mài ra cho anh em xem. Mình bán nguyên cái thùng này luôn nha anh em. Nguyên đá mài luôn nha. Đấy, nguyên hết cái hộp này luôn. Anh em dùng nó xét cái thế này thôi chứ nó còn xài ok nha anh em. Đó. Đây, mình đếm cho anh em nha. Đây, lưỡi cắt bê tông nè. Anh em thấy không? Hợp kim còn rất là dày. Lưỡi này là lưỡi 10 đấy. Lưỡi 10 đấy. Hai cái này. Chà nhám này. 3 này, chà nhám này, 4 này, đá mài này anh em, nó bị xét nha anh em,
chứ không phải là nó bị mòn nha anh em. Đấy, mấy cái trà nhám ấy thì nó mòn, chứ còn mấy đá mài là còn rất đẹp nha. Đây đá mài nè anh em. Đấy. Hai này. Đó. Mình vô cho anh em xem chi tiết này. Đây là lưỡi cắt bê tông nè anh em. Rất là dày luôn nha. Đây. Hình thức của nó đây. Đó, lưỡi cắt bê tông nha. Đây lưỡi mài nè anh em. Lưỡi mài này. Đấy. Mình bán nguyên cái này luôn nha. Đá mài nè, lưỡi cắt bê tông nè. Đó, nó mềm mẻ chút nha, không ăn thua nha anh em. Đây. Trà nhám này còn mới luôn anh em này, còn ngon luôn nè, thấy không? Đấy, có cái như cái đây là mòn mòn nè anh em, đó, lưỡi cắt bê tông này, đây 12, đây 10 này, đó, đây, cắt bê tông này, đá mài này, đây là đá mài nha anh em, đây là đá mài nha, nó bị nước mưa nó màu vàng nha anh em, đây, đá mài này anh em, đó, đá mài này, đây trà nhám này, đó, còn mới còn đẹp luôn anh em, đây. Cắt bê tông này, cắt sắt này, rồi đây, đây là cắt bê tông dao này anh em, nó còn hợp kim nha. Đây cắt bê tông nữa này, đây cắt bê tông này, đây mài nhám này và một hòn đá mài to như thế này này và bao nhiêu lưỡi cắt đây, một lưỡi cắt này anh em, đây lưỡi cắt kiểu này anh em nó hơi mẻ mẻ, răng nó không ăn thua nha. 2 này, 3 này, 3, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này. Đó. 10 lưỡi này nha, mình đếm luôn nha. 10 lưỡi này, 11 này, 12 này, 13 này, 14, 15 này. 16, 17 này. 18, 19 này. 20, 21 này. 22, 23 này. 24, 25. 26, 27, 28. 29. 30, 31, 32. 33, 34, 35, 36, 37. Cả cái thùng đồ nghề là 38 món nha anh em. Cả cái thùng đồ nghề là 38 món. Đấy, mình khóa lại như thế này. Cả cái thùng đồ nghề như thế này là 38 món nha anh em. 38 món là mã C126 là 350k nha anh em. Đó, 350k anh em. Anh em chuyển đủ mình bao ship thì tính ra cái thùng này còn có 200 mấy thôi anh em. Đó, nguyên một thùng rất là nặng anh em ơi. Nặng lắm nha anh em. Rồi, mình lên mã cái đội nha anh em. Đưa anh cái máy khoan này. Đội nha anh em. Cái này là 100 mã 100 C127 nha anh em. C127. Là trong đây, trong đây. Đó, đây là trong đấy. Rồi anh em ơi, đây mình lên một con đội nha. Mã đây là mã 127 nha anh em. Bây giờ mình đội nó lên nha anh em. Mình test cho anh em xem nha. Đây là 2 tầng anh em ơi, hết pin rồi, gục pin. Anh em ơi, cái đội đây, nó là 2 tầng nha anh em. Đó, 2 tầng đội nha. Mình đo cái chân đội không ấy là nó cho nó là 20 nha anh em. Cái chân đội nó là 19 năm nha anh em. Mình tổng chiều dài mình đội lên là được 46 nha anh em. Tổng chiều dài mình đội lên là được 46 nha. Ở đây nó có 2 tầng đội nha anh em. Đấy, 2 tầng đội nha. Anh này anh em để ý, mình cái máy khoan mình nè, mình bỏ vào đây không có được nha, cái lỗ nó nhỏ nha. Mình chỉ nhét như thế này, mình để ở ngoài đây mình tăng hạ test cho anh em xem thôi nha. Bây giờ mình hạ xuống nha anh em. Máy mình nó mạnh đó anh em, nó bỏ cái đầu nó không lọt vào anh em, nó quơ nè anh em. Rồi ok anh em, đó hạ xuống xong nha anh em. Thì mã này mình lên cho anh em là C127 nha anh em. C127 là 270k nha anh em. 270k cho mã này nha anh em. Rồi, một đội 2 tầng. Rồi mình lên cho anh em là mã 128, C128 nha anh em. Đây, cái này thì móc vào đây được anh em à. Cái này thì móc vào được nha. Đấy. Móc vào được là đội nó rất là nhanh. Cái này cũng 2 tầng anh em. Đó. Cái này cũng 2 tầng nha anh em. Đây, 2 tầng nó đây. Để mình đo chiều dài nó nha anh em. Chiều dài của cái đội á là đây anh em. 30 nha. Lên tổng là 30 nha anh em, lên hết rồi, 2 tầng nè.
lên tổng là 30 nha. Còn chiều dài của nó là 15 nha anh em. Cái đội không là 15 vì nó có cả cái cục này nữa nè. Với cái này nữa là mình cho nó 15 phân nha. Còn tổng chiều dài của nó luôn á là 30 nha anh em. Là khi độ lên rồi đấy. Bây giờ mình quay xuống nè anh em. Rồi ok anh em. Đấy, là mã này là mã 128 nha anh em. Mã 128 C128 nha anh em. Cái này 260k nha anh em. Cho mã C128. Rồi, mình lên cái độ này. Cái độ này là đội thủy lực nha anh em. Đấy. Mình đội nó lên nè anh em. Đấy, ok nha anh em. Đây, mình dặn cái này xuống là mình cho nó xuống nha anh em. Rồi. Ok, khóa lại. Nói chung là cái này mình test sơ cho anh em thấy rồi. Rồi, cái này mình để cho anh em 180k nha. 180k mã C129. Rồi, mình lên cho anh em C130. Là cái này là ring của một chiếc xe nha anh em. Cái độ này là ring một xe nha. Đây, nó nguyên cả bộ này luôn anh em. Mình để cho anh em nguyên cả bộ này luôn nha. Đấy, đây. Một cái tiếp bori như thế này nha anh em. Và một cái cần như thế này anh em à. Đây. Mình cái này là nguyên một bộ nó luôn nha anh em, nó còn mới luôn nha. Nó còn 7 màu luôn anh em mà. Sắt thép nó còn 7 màu luôn này. Đó, bỏ vào đây nó có cái khức này anh em. Cái này nó dẹp nha anh em, nó dẹp nè. Cái lỗ này nó có hình như thế này. Bỏ vào là vừa luôn nha anh em. Đó, vừa luôn nha. Vừa khít luôn. Đấy, là móc vào đây để quay nha anh em. Móc vào đây để quay lên nha anh em. Đó anh em thấy không? Quay lên nha. Đó, quay lên nha. Thì nguyên một bộ như thế này luôn anh em. Để mình test cái đội này cho anh em nha. Đội này cũng 2 tầng luôn anh em. Đó, 1 tầng anh em. Đội này là 1 tầng nha. Dùng cho ô tô con nha anh em. Dùng cho ô tô con nha. Cái thông số của nó mờ mình không biết cái đội này bao nhiêu tấn nha anh em. Đấy. Thì để mình đo tổng chiều cao của nó cho anh em xem nha. Rồi, 30 anh em à. Gần 30 nha. 29 nha. Tổng chiều dài nó là 29 phân nha. Rồi cái này. Cái này là 16 nha anh em. 16, mình cho cái này phân nữa là 17 đi. Rồi. Bây giờ mình hạ xuống nè anh em. Rồi, ok anh em. Đó. Là cả luôn nha anh em, cả hết cái bộ này luôn nha. Cái này mình được bán chung với cái này luôn là một bộ của nó luôn nha anh em. Đấy, mình bỏ vào đây. Phải nguyên một bộ như thế này luôn. Là mã này là mã C130 nha anh em. C130 270k nha anh em. 270k. C130 là 270k. Ok anh em. Đó. Rồi, nguyên cái bộ này luôn nha anh em. Nguyên cái bộ này kèm với cái này luôn nha anh em. Đó. Nó như thế này, nó có cái này mình bỏ vô mình rút lại nha anh em. Đó, nguyên một bộ như thế này 270k anh em. Rồi, bây giờ mình lên máy cho anh em xem nha. Thì máy này là mình bán mình nói với anh em là trước khi vào bên máy á thì mình nói với anh em là máy này là mình bán giá mùi nha anh em. Cái nào còn dây điện thì mình test giùm cho anh em. Cái nào không còn dây điện là mình không test được nha. Nhưng mà test có chạy hay không mình cũng bán giá mùi nha anh em. Không phải bán giá sống nha. Cái mã này là tổng cộng 7 con anh em. Đây, tổng cộng là 7 con nha anh em. Đấy, 7 con nha. Tổng cộng là 7 con. Nhưng trong này là có 1, 2, 3, 4 con có dây anh em. Đây, 4 con có dây điện nha. Đấy, 4 con có dây điện là mình để im dây điện đây mình test cho anh em nha. Đấy, 4 con có dây điện. Và 3 con còn lại là không có dây điện nha anh em. 1, 2, 3. 3 con này là không có dây điện nha anh em. Đấy. Nhưng mà chạy bình thường anh em. Hoạt động bình thường hết nha. Đây. Hoạt động bình thường nha anh em. Đầu nó là quay ra vào là vô tư hết anh em này. Đây. Đầu nó là ra vào bình thường hết nha anh em. Đó. Anh em thấy không? Đó. Rất khít, rất đẹp luôn anh em. Đây, cốt vẫn chạy nha. Cốt vẫn chạy nha anh em. Đó. Con đây cũng vậy luôn anh em này. Đây. Cốt ra anh em. Mình quay là mình thấy nó hơi cứng chút anh em này. Riêng con này, cò thì bóp bình thường. Nhưng mà mình đoán là chắc chạy nha anh em. Dòng này khó hư lắm anh em. Rồi bây giờ có 4 con có dây điện. Mình test 4 con có dây điện cho anh em nha. Đây, con đầu tiên này. Rất ok luôn anh em. Đây anh em.
Rồi một con này, con thứ hai này, đó con thứ hai nha anh em, rất nguyên gà. Con thứ ba nha anh em, đó ra này, vào này. Con thứ tư nha anh em, đó nó kêu kêu cái gì nè anh em. Nói chung là mình chỉ test cho anh em thôi nha, mình không bao cái gì, anh em về coi thử là bi nó bị cứng hay không, rồi nó có bị dính cái gì trong đây hay không nha anh em. Đấy, mình quay tay thì nó vẫn nhẹ nha anh em. Đó, mình quay tay nó vẫn nhẹ nha. Anh em về kiểm tra thử. Rồi 7 con này nha anh em. Mã 131. Mã một C131 390k nha anh em. 390k. cho 7 con khoan này nha anh em. Rồi mình để anh em 380k đi. 380k. Rồi. 380k nha anh em. Đó, cho 7 con khoan này. Là trong này có mấy con Makita rồi đấy anh em. 3 4 con gì đấy. Đây, con này cũng Makita này. Rồi. Rồi, mình lên máy mù cho anh em nha. Nói chung là mã mình hôm nay mình bán là máy mù hết nha anh em. Đấy. Mình báo anh em là con nào có dây điện là mình test dây điện cho anh em nha. Còn con nào không có là chịu thua anh em. Con nào không có là chịu, như con này, này. Dây điện cắt dây không thể test được anh em. Đó, đầu nó đây. Đó, con này là chắc con đánh bột đấy anh em. Gai nó như thế này. Đầu này vẫn bỏ được mấy cái đầu khoan vào nha anh em. Bỏ đầu khoan bình thường nha. Đấy, một con này. Con này là Ryobi nha anh em. Con này là Ryobi. Đấy, mình để rẻ cho anh em thôi. Dòng này là dòng khoan lớn nha anh em. Con này là Makita. Makita. Đầu là quay bình thường nè anh em. Con này chắc chắn là chạy luôn đấy anh em. Đấy. Đây nó còn một khúc dây điện để mình test cho anh em luôn nha. Mình cắt ra mình test cho anh em luôn. Đây. Và một con đây. Đó. Thông số ở đây. Còn kiếp gì không có. Để mình test con này cho anh em nha. Không. Lấy đồ anh em ơi. Mình test con này cho anh em này. Đây. Mình câu dây điện này nha. Đây, mình test này. Bây giờ nó nặng nha anh em. Đó, nó chạy đó anh em. Rất ok luôn anh em. Nó còn một đoạn dây điện mấy nha. Nhưng mà mình cũng cố gắng mình test cho anh em để anh em biết đường mà mua nha. Đó, mình bán mù thì mù, nhưng mà có dây điện là mình vẫn test cho anh em nha. Đó, ba con này. Nói chung là con này nó không có dây điện anh em. Nó có là mình đoán nó cũng chạy trong đây đấy. Chứ không phải là nó không chạy đâu. Con này mình đoán nó chạy đấy. Nhưng mà do dây điện nó cắt quá ngắn anh em. Rồi, ba con này. Mã C 300 C3 132 anh em. C132 mình để cho anh em 340k thôi nè. 340k cho ba con này nha anh em. Đó. Ba con 340k. Quá rẻ rồi anh em ạ. Mình nói thật là quá rẻ luôn. Cái dòng này nó khoan lớn mà anh em. Khoan rất là lớn. Mình lên cho anh em ba con cưa kiếm nha. Mã này là ba con cưa kiếm nha anh em. Ba con luôn, không phải một con đâu. Con này là con lưỡi luôn nè anh em. Đó, con lưỡi luôn này. Đó, con lưỡi luôn nha. Hitachi nha anh em. Hitachi. Đó, có điều tóc này. Đây là có điều tóc này. Đó, số 3 này. Số 1 này. Đây. Số 2. Số 3, số 4, số 5 này. Đấy, nói chung là có điều tóc nha anh em. Đây, một con. Con này cũng có điều tóc đây nè. Điều tóc nó nha. Đó, hình thức như vậy. Ba con, mình không biết xài, còn xài được không, mình không biết. Đó, con này còn đẹp ra nè. Con này là còn đẹp nha. Đầu đồ còn hết ra nè. Còn đầy đủ hết nha. Nói chung là còn đẹp. Con này Makita nha anh em. Điều tóc nó ở đây anh em. Con này là điều tóc nó ở đây nha. Đây, Makita. Có nút chỉnh đây anh em. Đè cái nút đỏ này xuống nè anh em. Đè cái nút đỏ xuống bật được nha. Nó có 10123 nha anh em. Nó có 0123 này, đây nè. Đó. Đè vào chỉnh. Rồi. Mình để ba con này, mình để giá rẻ cho anh em luôn. Mình để giá rẻ luôn. Ba con này nó nặng lắm anh em ơi. Vì nó quá to mà. So với cái tay của mình là anh em biết nè. Đây.
nó to lắm anh em, to hơn cái chân mình á anh em, hơn cái cổ chân á. Này mình để cho anh em là ba con này là 350 thôi anh em, 350k nha anh em, mã C131 350 mình bán mù nha anh em, anh em về tháo phụ tùng hay lấy hay là xài được chạy được con nào là mừng con đó nha anh em. Rồi nói chung là ba con này cách dây điện sát quá mình không thể thử cho anh em được, chung vậy mình lộn nha anh em. Ba con này là C133 nha anh em, C133 nha, là 350k nha anh em. C133 là là 350k nha anh em, là ba con cưa kiếm đây anh em, ba con này đó, ba con cưa kiếm này anh em đó, ba con nha. Đấy, ba con này nha anh em là C133 này đấy, C133 350k cho ba con cưa kiếm này, một con Makita, một con Hitachi và con này cũng Hitachi luôn đấy anh em, con này là hiệu Hitachi đấy, đây này nó có Hitachi nè anh em này, đây này Hitachi mà nó bị rách mất tem nè anh em, Hitachi nè nhưng mà nó bị rách mất tem, hai con Hitachi một con Makita anh em. Rồi mình lên cho anh em năm con cưa lọng, năm con cưa lọng này là có ba con là nó có dây điện nha, nó có một đoạn này, nó có một đoạn là mình thử cho anh em được nha, còn hai con này là bị sát luôn rồi anh em, hai con này là sát luôn rồi mình không thử được nữa đấy, là hai con này là mình cứ gác đi, gác qua bên đi, nhưng mà mình đói chắc chạy đấy anh em. Mình thử ba con này cho anh em nha, nó có ba cái đuôi dây điện, mình thử con đầu tiên. Đây nè. Rồi, ok nha anh em. Đây, dây điện này. Đó, một con nha. Hai con nha anh em. Đó, hai con. Con thứ ba nha anh em. Rồi ok anh em ơi, ba con còn hai con này nó sát quá là mình không thể thử được nha anh em, mình có dây có ba đoạn nó dài này là mình thử ba đoạn nha. Rồi nhưng mà mình đoán chắc nó chạy hết đó anh em à, mình bán mù nhưng mà mình nói thật anh em nha, mình bán mù, mình bán mình có lợi nhuận một tí là được rồi anh em, nhưng mà mình cũng muốn mình bán về cho anh em sử dụng nó hoạt động là mình cảm thấy cái lòng mình nó vui nha anh em. Đấy thì mình có ba, mình thấy ba con này nó có ba cái khúc dây điện lòi ra, mình cũng cắt cố gắng thử cho anh em xem để anh em dễ mua nha, còn hai cái này thì nó sát quá anh em, nhưng mà mình đoán chạy đó anh em, cái này mình đoán chạy đấy mà nó sát quá anh em à. Rồi mình để năm con này cho anh em là 470k nha anh em. Rồi, cho anh em 450 luôn đi, 450k, 450k cho 5 con cưa lọng nha anh em. Không tới 100.000 một con anh em à. Đấy, không tới 100.000 một con nhưng mà trong đây đã chạy 3 con. Đấy, thì mình bán giá này giá mù nha anh em. Nếu mà giá sống thì mình bán 100 mấy, gần 200.000 một con rồi anh em. Đấy, nếu mà giá sống mình có lên video người ta mình xem á. Người ta bán sống có dây điện đàng hoàng là 100 mấy, 200 mấy vậy đó anh em. Đấy, nhưng mà tính ra 5 con này là có 450 thôi, chưa tới 100.000 một con. C134 450k cho 5 con cưa lọng. Rồi mình lên cho anh em một con này. Con này là dây điện đó, con máy đục khủng anh em à, khủng long luôn nha. Nói chung là khủng long luôn, con này to đấy anh em, to lắm, quá to luôn. Đấy đây, cái này là của Hitachi anh em. Đây này có hiệu Hitachi nè anh em. Đây nó có cái chữ Hitachi vô đây nè. Đấy nhưng mà nó bị lột mất một nửa rồi anh em. Cái này là dưới này là bằng sắt, bằng nhôm gì, trên đây là bằng nhựa anh em, để mình gõ anh em. Đấy, đây là sắt nha, đây là nhựa này. Đó, đây là sắt nha, sắt nhôm gì nè. Đấy, nó cái chỗ này là không phải bị nứt nha anh em. Cái chỗ này là không phải bị nứt đâu, nhưng mà cái nắp đấy anh em, đây là cái nắp ấy. Rồi, cái đầu này thì ui giời, nó nặng. Đây anh em, cái đầu này. Đây, rút ra rút vô nè anh em. Đó, mũi này là chắc mũi 17 ly đó anh em.
mũi 17 ly đấy. Và cái dây điện nó cắt kiểu này thôi chứ làm sao mà. Đây anh em, đây, nó nặng lắm. Đây, cái dây điện nó cắt cái kiểu này làm sao mà thử được cho anh em. Đó, có khi nó chạy trong đây anh em, mình không biết được nha. Đấy, con này là mình cho thông số watt cho anh em xem nha. 1350W anh em. Đấy, anh em dùng kỹ, mình nó nặng quá mình không thể đưa gần cho anh em xem được nha. Chỗ đây là 1350W nè anh em. Đó, 1350W nha. Rồi mình bán rẻ con này cho anh em luôn. Nó nặng lắm anh em à, trên 10kg, mười mấy kg mình không biết nha. Phải trên 10kg nha anh em. Con này mình để cho anh em là 500k nha anh em. 500k cho con đục này anh em. C135 500k cho con đục lớn này anh em. Nó phải mười mấy ký đó nè, con đấy mười mấy ký. Rồi, mình lên cho anh em một mã. Mã này là con máy cắt. Con này là lưỡi còn đẹp anh em, cốt cũng còn đẹp này. Mình đón chạy trong đây đó anh em, con này ấy. Nhưng mà nó lại bị gãy mất cái tay này anh em. Nó gãy mất cái tay. Thì mình lên mã này mình bán cho anh em về lấy xác nha anh em, lấy ruột nha anh em. Đó, con này là đây. Cái tay cầm này nó bị gãy anh em à. Nó bị gãy này, đó, nó gãy nhưng mà dây điện vẫn còn nha anh em. Đó, dây điện vẫn còn. Nó gãy này anh em về độ chế cháo gì rồi hay là lấy ruột gì mình không biết nha. Có nghiêng 45 độ. Hạ lên hạ xuống là bình thường anh em. Đây. Đó, hạ lên hạ xuống là bình thường anh em. Đó. Hạ lên hạ xuống bình thường nha. Dòng này là dòng của Makita hay sao anh em? Nói chung là chữ mạc tem nó mờ hết rồi mình không lấy được. Cái này là 1050W nha anh em. Cái này là 1050W anh em à. Đó, 1050W nha. Thì cái này nó bị gãy tay cầm rồi, mà mình bán là một cặp nha anh em, giống nhau y đúc anh em. Hai con này là giống nhau y đúc nha anh em, không khác cái gì hết anh em ơi. Đấy, giống nhau y đúc luôn, một màu sơn luôn. Con này là nó bị tróc tay hơn con này. Đấy, thì mình bán mù luôn nha anh em. Dây điện nó còn ngắn nha, mà mình khỏi thử đi. Nói chung là cốt nó còn xoay ok anh em à. Đây, xoay nè anh em. Đó, đấy, nói chung là còn hoạt động bình thường. Mở cái này ra, kéo cái này xuống. Đó, con này là không bị vỡ gì nha anh em. Con này bình thường nha. Con này là bình thường. Đấy, lưỡi con này là 10, để mình đo lưỡi thử. Lưỡi 17 anh em ơi. Lưỡi con này là 17 nha. Đấy, lưỡi con này là 17 mấy 18 gì đó, nói chung vậy. Con này cốt cũng chạy bình thường nè anh em. Đây. Đây, lưỡi này còn đẹp nè, hợp kim còn đầy đủ luôn nè. Lưỡi này còn đẹp này. Đó. Ok anh em. Rồi, một cặp này là mã này là C136 nha anh em. C136 mình để cho anh em cặp này là 290 nha anh em. 290k cho cặp này nha anh em. C136 290k. Rồi, mình lên cặp này cho anh em luôn. Đây là hai con Ryobi anh em. Hai con này là Ryobi nha. Ôi giời, cái này nó bị cứng anh em, nhưng mà mình thấy máy còn mới lắm mà sao nó cứng nè. Để mình quay thử nha anh em. Anh em, con này thì mình thấy nó bị cứng nha anh em. Đó, nó bị cứng. Đây, hình cái tình trạng nó là mới nha, đẹp nha. Đó, con này thì mình quay. Đây, con này thì chạy nha anh em. Đó, lưỡi nó đây, một con là lưỡi bê tông, một con là lưỡi, nói chung là một loại nha anh em, một loại luôn. Đấy, con này là nó lắp lưỡi nhỏ này, tháo ra bỏ được lưỡi chắc lưỡi này lưỡi 15 đấy anh em. Rồi, lắp được lưỡi 14 anh em, 14 nha, hai con này lắp được lưỡi 14 nha anh em. Đó, hai con, một kiểu một mẫu luôn nha anh em. Rồi, mình bán mù cho anh em nha. Hai con này là 290k nha anh em. 290k cho hai con này, anh em lấy về vệ sinh, nói chung là mình đoán là chạy đó anh em. Nó bị dính than đồ trong đó anh em. Đấy, rồi anh em về coi thử rồi rồi khắc phục để chạy rồi bán lại nha anh em. Đây người ta cột đây anh em.
Đấy. Đây, hai con này là Makita nha anh em. Hai con này là dính nhau hết anh em. Dính nhau hết nha. Đó. Nói chung là một kiểu anh em. Makita hết nha anh em. Con này có nghiêng 45 độ nè anh em, có nghiêng 45 độ nha. Đấy, nghiêng 45 độ hai đầu. Đó, rút xuống như thế này anh em. Đó. Con này bật lên nè. Đó. Rồi. Cốt này thì nhúc nhích được anh em. Nó hơi cứng nha anh em. Rồi. Cái này thì nó bị méo cái này anh em. Cái này thì nó bị méo cái này nha. Nó bị méo cái này. Anh em về nghiên cứu lại, nó bị méo cái bảo vệ, cái bảo vệ lưỡi anh em. Cái bảo vệ lưỡi á, nó bị méo. Mình không thể đụng tay vào đó được. Rồi. Đó, hai con này mình để cho anh em là 320 anh em. 320k hai con Makita. Quá rẻ rồi anh em à. Tính ra có 160 một con thôi anh em. Có 160 một con thôi. Lưỡi này là lưỡi được mình đo lưỡi luôn cho anh em xem nha. Đây. Mình đo lưỡi luôn. Lưỡi này là được 16 đấy anh em. Lưỡi 16 nha. Con này lắp lưỡi 16 nha. Hai con luôn. Đây anh em. Thì mình lên cho anh em là hai con này nha. Thì mình nó còn dây điện nè anh em, hai con này cũng còn một khúc dây điện hết nha. Mình test cho anh em nha. Đấy. Đây anh em, mình test nha. Đây, ổ điện mình cắm đây. Đó, chạy nha anh em. Đó, chạy ngon lành luôn anh em. Makita nha anh em. Đó, còn thắng luôn anh em. Rồi. Con này là Makita nha anh em. Đó, tình trạng như vậy. Lưỡi nó còn rất là đẹp luôn anh em. Lưỡi nó còn hợp kim này, còn sáng còn đẹp nha Makita này. Đây Makita này. Đó, Makita. Nó hơi cất xuống một tí anh em. Đó. Rồi. Makita nha anh em, con này là chạy hoạt động bình thường nha. Rồi, mình thử qua con này luôn anh em. Con này là lưỡi, đây là lưỡi hợp kim mà kiểu gì nè. Anh em giùm thấy này. Đó, bây giờ mình thử con này luôn nha anh em. Anh em. Đó, chạy đó anh em. Nói chung là lắm ổ điện nha anh em. Thì nó vẫn chạy bình thường nha anh em. Nó vẫn chạy, hai con này là chạy hết nha anh em. Anh em về kiểm tra thang thiết đồ rồi mướn cho nó chạy nha anh em. Chứ anh em về mà cho nó chạy liền là nó sẽ phá trong á, do để lâu á, là trong này nó sẽ bụi bặm và cát đất đồ anh em. Đấy, hai con này là Makita nha anh em. Giống y nhau nha anh em. Đấy. Đấy, hình thức nó như thế đó anh em. Không khác cái gì nha anh em. Hai con này là giống nhau nha. Anh em lấy về. Nói chung là mình thử là hai con là chạy rồi đấy anh em. Rồi. Hai con này mình để cho anh em là 390k nha anh em. Đấy. À quên, 340k nha anh em. 340k. 340k cho mã C139 nha anh em. Mình thử rồi. Nó còn hai khúc dây điện này mình thử là nó đã chạy rồi nha anh em. Rồi. Đó. Được không? Rồi, còn đây anh em. Đây là hiện tại nha anh em, cái này là cái khóa đấy nha anh em. Mình về bỏ dầu mỡ rồi mình cậy lên rồi mình rút cái đế nó xuống nha anh em. Đó, nó như thế này anh em. Đó, nó có lưỡi luôn trong đây anh em. Đây, lưỡi nó nhúc nhích này anh em. Đó, anh em về kiểm tra nha. Con Makita, hai con giống nhau luôn anh em. Hai con giống y nhau luôn nha. Không khác gì hết, mà con này có dây điện mình test cho anh em nha. Con này nó có dây điện là mình test, con nào không có dây điện là chịu thua nha anh em. Chạy nè anh em. Đó. Rồi, ok anh em. Nói chung mình lấy ra trong bãi sau mình bán vậy anh em. Cái nào có dây điện là mình để dây điện anh em. Có nào, cái nào mà không có dây điện là mình chịu. Cái nào mà có một khúc là mình cố gắng mình test cho anh em luôn. Còn nó cắt sát quá thì mình chịu thua anh em. Rồi. Mã đây là 140 nha anh em. C140 là 320k luôn anh em. Rẻ cho anh em luôn. Đấy, tính ra có 160 con anh em. Đấy, 160 con máy Makita thế này anh em. Rồi. Hai con này anh em. Cũng Makita luôn anh em.
đó, nó giống y nha, chẳng qua nó khác màu thôi nha anh em. Mình lựa là cố gắng lựa là cho nó giống y để anh em về có đổi cái gì thì đổi nha. Đấy, hai con vỏ khác màu thôi anh em, hai con này không thử được, dây điện quá sát anh em, không thử được anh em. Đây, lưỡi nó còn ok anh em, đây lưỡi mới nè, còn đẹp nè, đây lưỡi nè, lưỡi nó mới, lưỡi này nó hơi xét nè anh em, còn đẹp nha anh em. Rồi, mã 141, hai mã 141 nha anh em. Hai con này là mình để cho anh em là 300k anh em. Đó, hai con nha, 300k. Quá đẹp rồi anh em ơi. Rồi, mình lên cho anh em tiếp tục một con máy mài. Con này là con này nếu mà mình câu nha, mình câu điện mình làm đàng hoàng nha anh em. Mình thấy ở ngoài thị trường á, người ta bán á, mình thấy thôi mình nói nha, mình là có cái góc độ riêng của mình nha anh em, mình không theo anh em mọi người khác nha. Đấy, con này theo như mình biết, nếu mà dây nhựa tất cả bình thường, con này bán phải trên 1 triệu nha anh em. Đấy, trên 1 triệu, vì con này mình biết dòng tua nó là dòng tua chậm đó anh em. Mình đọc thông số cho anh em xem nha. Đây, mình cho anh em chụp zoom ra luôn nha anh em. Đây anh em, đấy anh em chụp hình lại zoom ra nha anh em. Con này rất là nặng anh em ơi, nặng lắm nha, chứ không phải nhẹ đâu. Con này trên 10kg đấy, con này trên 10kg đó nha. Mình đo chiều cao nó cho anh em xem nha, chiều cao của nó là 22 nha anh em, tổng chiều cao là 22 nha, chiều dài của nó là 38 nha anh em, 37 nha anh em, tổng chiều dài của nó là 37, chiều cao là 22. Con tét bật ra bật vô bình thường, đấy bật ra bật vô bình thường, còn rất là mới anh em. Đây, đế nó đây nè, đó đế nó còn nguyên nha anh em, không vấn đề gì hết, nói chung là tất cả không nứt không vỡ không bể. Ôi dồi, mà nó nặng, mình lấy ra trong bãi sau mình bán vậy nè. Đây bây giờ mình test cho anh em nha, mình nó có một đoạn dây điện nha, mình test anh em luôn. Nói chung là máy á, mình bán anh em là mình bán mù nha, mình không bao gì nha anh em, chuyển được khoảng đủ mình bao ship, anh em cọc mình không bao ship. Còn máy là tất cả máy bên mình là điện 110V, 100V. Đấy, mình không bao sóng, không bao gì hết nha anh em. Mình có một đoạn dây thì mình cố gắng mình test cho anh em thôi. Mình vẫn bán giá mù nha, nó chạy hay không chạy mình vẫn bán giá mù nha anh em. Con nào cũng thế luôn. Đây, giờ mình test con này nha anh em. Rồi, nguy hiểm quá anh em, test kiểu này. Nói chung là cũng cố gắng cho anh em biết được nó như thế nào để mà mua, nhưng mà đó nó chạy, nó chạy anh em. Đây, để mình test, mình test nha anh em. Đó, mình test là nó hết chạy anh em. Nói chung là giữa cái này với cái con ốc là nó đang lỏng này anh em, thành ra nó kêu nha anh em. Đó, để mình tháo ra luôn anh em. Rồi, bây giờ mình bật cái nút nha anh em, để mình quay lại cho anh em coi xem. Nguy hiểm với điện này quá anh em ơi. Đây anh em, nó lỏng dây rồi anh em ơi. Nguy hiểm quá, cái này do dây điện nó ngắn anh em. Mình phải câu đàng hoàng cho anh em xem nha. Đó, chạy đó anh em, anh em thấy chạy không? À, chạy nè anh em. Đó, rồi ok nha anh em. Đây, mình test rồi nè, bây giờ mình bật nè. Đó, test nè, chạy nè anh em. Đó, rồi ok nha anh em, nói chung là con này chạy nha anh em. Thì mình chỉ test về cho anh em xem thôi, chứ còn nó chạy như thế nào thì mình bó tay nha. Mình bán mù là anh em hiểu rồi. Đấy, kệ, nói chung là mình còn dây điện thì mình cố gắng mình test cho anh em xem, chứ cái nào mà nó cắt sát quá rồi mình chịu, nói chung là nó cắt sát quá thì mình chịu anh em, mình không biết đường lần với nó. Còn cái nào mà nó cắt được nó cái này dặn sao nó khó vô dữ trời. Mình cái nào mà nó cắt sát quá là mình bó tay nha anh em.
Con ốc đây bên đấy hay bên đấy hết rồi? Đúng rồi, đoạn ốc đây nè. Vì gai nó một bên gai ngược, một bên gai bình thường anh em. Rồi ok anh em ơi. Nói chung là rồi, xong anh em. Con máy này mình lên giá cho anh em nha. Con này mình để cho anh em là 530k nha anh em. Ôi dồi. Mình dán qua bên đây cho anh em thấy. Rồi, con này mình để cho anh em là 530k nha anh em. 530k anh em, chuyển đủ 3 ship cho anh em. Rồi, ok. Rồi mình lên mã này cho anh em. À, trong này là có mấy con có dây. Đây có 3 con. 4 con có dây anh em. 4 con có dây luôn nha anh em. Rồi. 4 con có dây điện. Đây Makita nè anh em. Đó. Hàng Makita nha. Đấy. 4 con. 4 con có dây điện anh em. Đây. Makita nha. Và 3 con này là không có dây điện anh em à. 3 con này là không có dây điện nha. Đó, cò bóp bình thường. Cốt chạy bình thường nha anh em. Đó. Cò đây bóp bình thường, cốt chạy bình thường anh em. Đó, cốt chạy bình thường nha. Rồi, trục quay bình thường. Nói chung là đầu bình thường. Đây. Con này bình thường anh em. Này, hoạt động tốt anh em. Đó, mở ra mở vô là ok hết luôn anh em. Đó. Kích nè anh em. Đó, mở ra nè. Anh em về cho dầu mỡ vào là nó trơn tru luôn nha. Đó. Rồi, ba con này không có dây điện, mình không test nha. Mình test bốn con có dây điện nha anh em. Đây. Chạy nha anh em. Một con này. Hai con này. Chạy luôn nha anh em. Ba con này. Rồi chạy luôn nha anh em. Đây. Đó. Rồi tổng cộng là 7 con nha anh em. 4 con có dây điện, 3 con không có dây điện nha anh em. Tổng cộng 7 con. Mã C143 nha anh em. C143 là 390k nha anh em. Mã nãy bao nhiêu rồi? À 7 con chưa? Mình bằng mã kia luôn anh em. 380k luôn anh em. 380k cho mã C143 nha anh em. Rồi. Rồi, mình lên cho anh em một con đục nha. Con đục này nói thế này anh em. Đó. Đây, rút đầu nó này. Đó. Cái này là kéo xuống để bỏ mũi mũi đục vô nha anh em. Rồi. Đó, nó búa bê tông là nó nhảy ra anh em. Không có dây điện mình không thử được nha. Con này công suất nó là mờ hết rồi anh em, mình không thấy được. À, hiệu Hitachi nha. Hitachi nha. Đây, công suất nó đây. Đây anh em ơi. Cho anh em xem nha. Đấy anh em chụp xong rồi zoom ra xem cái công suất nó nha. Điện 110V 440W nha anh em. Đó. Rồi, mình bán mua con đây nha. Mình để mua con đây. 290k nha anh em. 290k cho một con đục đây nha anh em. Con này trèo lên cao đồ mình cầm một tay đục bình thường nha anh em. Đấy. Vừa khoan, cái đầu đây là vừa khoan vừa đục đấy anh em. Rồi, mình lên cho anh em. Cái này là dòng máy khuấy bột đấy anh em à. Cái con này thì nó dây điện nó ngắn vậy là mình không thử cho anh em nha. Đây. Đấy. Dây điện nó ngắn thế này là mình không thử cho anh em nha. Mình coi thử cái cốt nó còn chạy không nha anh em. Để mình lấy cái kìm đây mình dặn thử nha. Đây chạy anh em à. Đây cái cốt nó cũng chạy nè. Đó. À. Đó. Cái cốt nó cũng chạy nha anh em. Còn con này có dây điện thì mình thử cho anh em nha. Con này có dây điện là mình thử cho anh em nha anh em. Chạy anh em à. Đấy. Con này nó có dây điện là mình thử. Rồi. Ok anh em. Con này rất là mạnh anh em ơi. À.
con này là hiệu của Toshiba anh em, Toshiba nha, Toshiba đó, còn rất là lực anh em đó, nói chung là rất là chắc chắn. Rồi hai con chạy thì chạy mà mình vẫn bán giá mềm cho anh em nha, giá hữu nghị cho anh em nha, mình bán giá mù cho anh em nha. Hai con này mình để cho anh em là 390k nha anh em, vì nó nặng lắm anh em, dùm anh em dùm thấy nó to đúng không? Đấy, 390k cho hai con này nha anh em. Con kia thì cốt vẫn chạy nha anh em, cốt vẫn chạy bình thường mà mình đoán là nó chạy đó anh em, cái dòng này nó ít hư lắm. Rồi 390k cho mã 145 anh em, xe 145 chưa. Rồi video hôm nay hơi dài anh em ơi, quá dài luôn anh em. Anh em xem video mình nói chuyện á, thì nhà mình cửa hàng mình nó gần đường thì xe cộ chạy qua chạy lại và nó ồn ào, thì mình nói nhiều lúc anh em nghe không rõ thì anh em cũng thông cảm cho mình với nha. Cảm ơn tất cả mọi người với tất cả anh em ngày trước giờ ủng hộ kênh của mình. Thì anh em xem kênh mình nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mình với, để kênh mình nó càng ngày càng mạnh thêm và mình có nhiều động lực mình làm cho anh em, để anh em có hàng mua về bán lại, hoặc là mua về gia đình dùng, hoặc là có chương trình xem không cần mua, chuyện bình thường vui vẻ là được. Anh em mình tất cả anh em ủng hộ mình quá mừng rồi anh em. Thôi anh em cho mình dừng video đây để mình up video lên cho anh em xem để chốt hàng chứ để muộn nha. Anh em lưu ý chốt hàng bên mình là chuyển khoản đủ mình bao ship, cọc mình không bao ship, còn COD mình không đi nha. Đấy, ship COD mình không đi nha anh em. Đấy thì anh em chốt mã nào nhắn tin qua Zalo cho mình là mình chốt cho anh em nha, mình báo trên lại cho anh em nha, còn là mình báo hết nha anh em. Rồi ok, chào hết tất cả anh em nha.